chia sẻ xúc động từ người mẹ về hành trình tìm Diễm My, đứa con mất tích bí ẩn ở tỉnh thất Bồng Lai. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Võ Thị Diễm My, cô gái đến tỉnh thất Bồng Lai rồi mất tích, chia sẻ: quá trình gần 4 năm tìm kiếm con gái, có thời gian vợ chồng tôi đã đưa được Diễm My về nhà, khuyên răn, nhưng cuối cùng thì... Võ Thị Diễm My sau một lần đến Vũng Tàu vào tháng 4 âm lịch năm 2019, có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân. Ngày 15 tháng 4 năm 2019, Diễm My xuống tỉnh thất Bồng Lai ăn buffet và làm quen với các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tỉnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung về chùa nghe giảng đạo vào thứ 2, 4, 6 mỗi tuần. Diễm My có xin tôi đi xuống tỉnh thất một tuần 3 bữa để học, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để nó đi. Sau gần 2 tháng, khi Diễm My sắp đi du học nước ngoài, đêm chuẩn bị lên máy bay, My bỏ trốn về dưới tỉnh thất Bồng Lai. Và từ đó, bà Tuyết Mai mở đầu câu chuyện. Bà Mai cùng chồng đã gọi điện cho Diễm My khuyên can, nhưng My cương quyết không ra nước ngoài để đi du học nữa, mà muốn đi tu tại tỉnh thất Bồng Lai. 2 tháng sau, hai vợ chồng bà Tuyết Mai xuống tỉnh thất dẫn Diễm My về nhà. Nghĩ con mình bị bệnh, bà Mai đưa Diễm My ra Hà Nội chạy chữa. Xong vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi. Ban đầu My còn liên lạc với gia đình, năn nỉ mẹ xin được ở lại tỉnh thất để tu, rồi dần dần cắt đứt. Lo lắng về tình trạng của con, ngày 24 tháng 10 năm 2019, vợ chồng bà Tuyết Mai đã đến tỉnh thất Bồng Lai để tiếp tục khuyên ngăn, đưa Diễm My về nhà chăm sóc. Tuy nhiên khi đến nơi, ông Thắng sau đôi lời thuyết phục My trở về, người trong tỉnh thất đã dẫn My rời đi. 3 ngày sau là hai vợ chồng tôi cùng với mười mấy người anh em xuống tỉnh thất để tìm con. Nhóm người trong này đã vu khống chúng tôi đưa 50 côn đồ xuống để phá. Bà Tuyết Mai nhớ lại, nhận thấy Diễm My có quá nhiều thay đổi, ốm yếu, không nói chuyện nhiều, không giống như bình thường. Vợ chồng bà đã nhờ cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc để được đối chất với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Vân. Sau lần đối chất này, vợ chồng bà Tuyết Mai đưa Diễm My về nhà chăm sóc. Đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn nhà để đến tỉnh thất Bồng Lai. Đến nay, khi các thành viên trong tỉnh thất lần lượt bị khởi tố, tung tích Diễm My vẫn là dấu chấm hỏi. Bà Tuyết Mai thổ lộ, trước kia khi chưa quen biết với nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My ngoan hiền và chưa bao giờ to tiếng với bất cứ ai trong gia đình. Sau khi về nhà, vào tháng 6 năm 2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn xuống tỉnh thất và có những biểu hiện bất thường như quay clip tung lên mạng, chửi cha mẹ, vu khống loạn xạ. Nhiều lần tôi gọi điện cho Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên hay cả ông Lê Tùng Vân với mong mỏi được gặp con mình và đưa nó về. Song mọi cuộc gọi của tôi đều vô ích khi không có ai nghe máy. My thậm chí trong một số clip đăng tải lên mạng xã hội còn xin tiền, làm những điều bất thường mà chúng tôi không ngờ tới được. Bà Tuyết Mai nấc nghẹn. Gia đình bà Tuyết Mai tìm kiếm Diễm My khắp nơi, ai kêu ở đâu vợ chồng bà lại bỏ hết công việc đi tìm đến đó. Ngoài ra bà Mai cho rằng những năm qua khi Diễm My dính líu đến tỉnh thất Bồng Lai, trên mạng xã hội có nhiều thành phần chửi rủa con gái và gia đình bà bằng những lời lẽ thô tục. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Diễm My, đồng thời công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Tôi mừng vì công an đã vào cuộc tìm Diễm My, nhưng buồn vì không biết con mình giờ này sống thế nào. Tôi cố sống để đến ngày gặp lại con, bà Tuyết Mai bộc bạch.